Tôm kho thịt ba gọi, món này rất là dễ làm. Em mời cả nhà theo chân em vào bếp ha. Hello, em xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cái này là em đã rửa sạch, bây giờ em chuẩn bị em ướp tôm với thịt để kho ha. Trước tiên thì em bỏ cái mà tiêu ngào đường á cả nhà. Mình ướp vô đây vậy á thì cái tôm của mình nó sẽ sánh lại ngon lắm cả nhà. Bây giờ em sẽ nêm một ít gia vị vào đây, em sẽ cho nửa muỗng bột ngọt và cho thêm vào đây là 2 muỗng rưỡi đường. Mình để đường nhiều thì mình kho thịt với tôm nó sẽ ngon hơn á cả nhà. Kế tiếp nữa thì em sẽ dằn vào đây là 1 muỗng hạt nêm. Giờ em sẽ cho vào đây là 2 muỗng ăn canh nước mắm ngon á cả nhà. Đó, em cho vào đây 2 muỗng. Cả nhà nhớ khi mà mình kho cái này thì mình xào cái thịt trước nha cả nhà. Tại em muốn làm cho nó ngắn gọn lại đặng cho video nó được hay hơn á, không có cần phải dài dòng á cả nhà. Giờ em sẽ để lửa review. Sau khi thịt nó đã vàng lên rồi, cái nổi dậy nước mắm lên rồi thì bây giờ em sẽ cho mà tép mỡ á, cho tép mỡ vào và đang cho nó ngon mà nó thơm nữa cả nhà. Mình kho bất cứ cái gì á mình bỏ tép mỡ vô là nó sẽ ngon hơn á cả nhà ha. Bây giờ em xin tạm dừng video tại đây ha cả nhà. Nếu cả nhà thấy video em hay, cả nhà nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký để ủng hộ em có động lực em ra video mới ha. Rồi bây giờ em xin chào cả nhà nha. Bye bye.